Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mẫu Nhà Đẹp. Kênh Mẫu Nhà Đẹp của tôi lập lên với mục đích là chia sẻ miễn phí những cái mẫu nhà mà đơn vị chúng tôi đã thực hiện trong những năm qua. Ngoài ra, đơn vị chúng tôi cũng nhận tư vấn và lên phối cảnh 3D miễn phí cho bà con và các bạn. Rất mong bà con và các bạn ủng hộ chúng tôi bằng cách là nhấn đăng ký kênh, chia sẻ video này cho mọi người cùng biết tới để cho chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ được nhiều người hơn. Xin cảm ơn. Và hôm nay là yêu cầu của bạn Nguyễn Đắc Ngọc. Bạn ấy có yêu cầu chúng tôi lên phối cảnh và lấy cái phương án để cho bạn ấy với công năng sử dụng là 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ kết hợp và một phòng vệ sinh và một khu sân sau để xe. Thì hôm trước tôi có lên cái phương án cho bạn Nguyễn Đắc Ngọc, nhưng cái yêu cầu của bạn chưa rõ ràng nên là chúng tôi đã phải làm lại và lên phối cảnh lại để giúp cho bạn ấy có những cái phương án tối ưu nhất. Thì phương châm của chúng tôi là làm sao để cho khách hàng và các quý vị và các bạn là ưng ý nhất cái mẫu nhà của mình. Và hôm nay tôi xin trình bày cái phương án mới cho bạn Nguyễn Đắc Ngọc. Thì rất mong là bạn Ngọc có thể ưng ý cái mẫu này, thì tôi thấy cái mẫu này khá là hợp lý và phù hợp với các bạn. Thì trước tiên tôi trình bày sơ qua tổng quan về cái công năng của ngôi nhà, sau đó thì tôi sẽ trình bày về bố trí nội thất và cuối cùng là về cách tính toán làm sao để chúng ta hoàn thành những ngôi nhà với chi phí phải chăng nhất và hợp lý nhất. Xin mời bà con và bạn cùng theo dõi và bạn Đắc Ngọc cùng theo dõi nhé. Xin mời. Với miếng đất nhà bạn ấy là 10m nhân với 20m thì chúng tôi đã lên cái phương án là xây dựng trong phạm vi là 8m1 và chiều dài là 17m. Và để chừa lại một hành lang khoảng 1m7 để đi ra phía sau. Đây là toàn bộ phía sân trước. Đấy, thì chúng tôi đã bố trí phân chia là chúng ta để lại khoảng sân và bố trí lại cái công năng. Thì chúng ta bố trí là ngăn chia là các khu phòng ngủ và khu phòng bếp và khu phòng khách. Đây là khu phòng khách kết hợp phòng thờ. Và đây là hai phòng ngủ kế nhau. Và đây là khu phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này là phòng ngủ master thì bố trí bên này. Đây là khu bếp và khu vệ sinh. Đó. Thì đây là tổng quan về cách bố trí mặt bằng tổng quan. Thì tôi sẽ bố trí nội thất để cho các bạn xem thấy. Đây là mặt bằng tổng quan về nội thất của ngôi nhà. Đó. Thì trước lối vào là sảnh chính. Sảnh chính thì tôi được bố trí hai chiếc cột. Hai cột này vừa là điểm nhấn trang trí của ngôi nhà, vừa là đỡ cái mái ở phía trên nó đua ra để đón cái sảnh này. Thì trước sảnh tôi bố trí bậc tam cấp và bố trí trồng hoa ở xung quanh nhà và ở lối trước vào nhà. Thì bên cạnh có một lối bậc nhỏ để đi từ khu sân này lên. Tất cả các công trình chúng tôi bố trí đều trồng cây và hoa giúp cho công trình của bạn là xanh và đẹp. Cửa chính đi vào nhà thì là một phòng khách. Phòng khách được bố trí bộ ghế bàn sofa và tivi. Đó, thì giữa tivi khoảng phòng khách và phòng thờ được ngăn bởi một hệ lan gỗ. Đó, thì là nó vừa có một chút riêng tư vừa là trang trí cho cái căn phòng này thêm đẹp hơn. Giữa phòng khách và phòng thờ thì là chọn là thì bố trí như vậy. Thì phía trong phòng thờ thì là chúng tôi bố trí những cái bình những hai cái này là hai cái trang trí như là các bạn thích hay mọi người hay để cái bình ấy, lục bình ở đây thì có thể là các bạn tùy các bạn trang trí. Thì đây là bàn thờ ở giữa. Thì chỗ này tôi chỉ muốn trí thêm một cái cửa ở đây để cho nó thoáng. Đó, thì chúng ta bố trí cái cửa ở đây thì khi mà chúng ta thắp hương hay là phòng thờ thì giúp cho cái phòng này sẽ thoáng hơn, nó sẽ không mùi hương không bị ngạt. Đó. Kế tiếp là phòng ngủ, là hai phòng ngủ ở bên phía cùng với bên phía chiều dài nhà này. Thì chúng tôi đều bố trí là giường đôi, bàn phấn kết hợp bàn làm việc, có tủ táp để đồ giường để đồ.
Và đây là tủ quần áo, có cửa sổ mở ra phía sau để lấy ánh sáng các bạn nhé. Đó, tất cả các phòng đều có cửa ra ngoài để lấy ánh sáng phía trong, phía sau. Phòng ngủ kế bên cũng tương tự như vậy, được bố trí bàn làm việc hay là bàn phấn, giường đôi và tivi. Đó, bạn thấy là trên này có một cái tủ rất là to để chúng ta để đồ. À, phòng ngủ master, phòng ngủ này là phòng ngủ của bố mẹ thì được bố trí đầy đủ hơn, là có phòng vệ sinh bên trong, phòng vệ sinh bên trong và các thiết bị tủ, giường, tivi, bàn phấn, bàn làm việc, có cửa sổ mở ra hai phía, phía sân và phía hành lang. Đó, thì bên trong phòng khu vệ sinh này thì được bố trí đầy đủ khu tắm ướt, ngoài sen và xí vệt và chậu rửa phía ngoài này. Đó, tiếp theo là khu vực là bếp và bàn ăn. Thì khu vực này chúng tôi bố trí kết hợp luôn để tiện trong vấn đề sinh hoạt và sử dụng. Đó, thì khu vực nấu ăn chúng tôi bố trí một cái cửa sổ ở ngay chỗ chậu rửa này, để khi chúng ta rửa bát sinh hoạt thì chúng ta sẽ mở cửa ra cho thông thoáng cho phòng bếp. Khu phòng bếp thì bố trí hai cửa sổ, một cửa sổ lớn là ra sân sau, một cửa sổ nhỏ để khu ra hành lang. Đó, thì giúp cho con phòng bếp luôn ánh lấy đủ ánh sáng và đối lưu thông gió cho căn phòng bếp này, giúp cho thông thoáng hơn. Khi nấu ăn thì chúng ta có thể dùng hút mùi hoặc có thể mở cửa sổ này thì có rất là thoáng rồi các bạn nhé. Đó, thì bàn ăn thì bố trí một bàn ăn lớn ở đây, cũng đủ bố trí đầy đủ chỗ cho thành viên. Đó, thì ra sân phía sau thì là chúng ta có một sân ướt để chúng ta có thể là khi cần mổ gà, mổ qué thì chúng ta có thể ra chuyển ra phía sau, chúng ta rất là dễ các bạn nhé. Hoặc là khu sân sau này thì là như bạn đắc cọc, bạn ấy có nhu cầu là muốn để xe thì hoàn toàn có thể được, khi các bạn có thể là lợp cái mái che trong phía sau này, chúng ta sẽ để xe ở khu vực này. Thì nếu như mà phía sau các bạn không có tường bao che thì các bạn có thể là làm cái hệ rào chắn cho khu vực này để chúng ta để xe cho nó an toàn các bạn nhé. Thì cái lối hành lang giao thông của ngôi nhà này thì là sẽ là đi theo một trục chính ở đây. Đó, thì ở phía cuối hành lang thì tôi sẽ chặn lại để đảm bảo về vấn đề sử dụng vẫn như cũng như là phong thủy để cho nó hợp lý. Đó. Đấy. Thì tôi nghiên cứu phương án này cũng thấy rất là hợp lý rồi cho bạn Đắc Ngọc. Thì công năng sử dụng ngôi nhà này rất là phù hợp với gia đình có 3 thế hệ hoặc là 2 thế hệ cũng đủ, với gia đình có khoảng là 4 thành viên thì cũng rất là hợp lý. Còn chi phí để sử dụng để xây được cái ngôi nhà như này thì tôi tính sơ qua là như sau. Nếu như bạn khu vực ở Hà Nội thì công trình mái thái, nhà cấp 4 mái thái, thì đối với đơn giá để hoàn thiện ngôi nhà này mà tính chưa tính đồ nội thất, chỉ tính là sơn, cửa, giả, thiết bị vệ sinh cơ bản, chưa có đồ các bạn nhé, chưa có đồ nội thất, chưa tủ, giường, tivi hay là cái gì đó, thì với đơn giá như vậy thì ở Hà Nội chúng tôi làm thì là 5,5 triệu. Đó, thì những công trình chúng tôi đã làm là 5,5 triệu trên 1m2 xây dựng là hoàn thành xong của ngôi nhà. Giả sử như cái ngôi nhà này của bạn một chiều là 17m và nhân với 8m thì nó rơi khoảng 136m, trừ những khu sân kia đi thì nó khoảng 130m. 130m mà nhân với đơn giá là 5,5 triệu trên 1m2 thì mái thái thì nó rơi tầm khoảng 700 triệu, hơn 700 triệu. Thì chỉ tính là chi phí phát sinh thì nó rơi khoảng 750 triệu bạn nhé. Đấy, thì là cái chi phí này rất là hợp lý và mình thấy là rất là phù hợp đối với các bạn là muốn xây nhà cấp 4 mái thái như thế này. Đó. Đấy là cái mình là tính là cái mức giá là trung bình như vậy. Còn ngoài ra thì tùy thuộc vào các bạn mà muốn đắp nhiều các chi tiết thì nó sẽ tính chi phí khác nhau. Đó, nhưng mà trung bình là như vậy. Thì rất hy vọng là với cái phương án này thì là bạn Ngọc cũng như là các bạn theo dõi video có thể là lựa chọn được cho mình cái mẫu nhà ưng ý. Đấy, thì nếu như các bạn có nhu cầu gì hoặc là có những cần tư vấn gì thì hãy liên hệ với chúng tôi, comment ở phía dưới video để cho chúng tôi có thể đọc được và chúng tôi có thể hỗ trợ được các bạn.
Rất mong là các bạn ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng biết tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.